Xin chào cả nhà nhé. Hôm qua là mình đã chơi màn 1, màn 2 của cái trò tặc tháng 3 rồi. Thì hôm nay tiếp tục là mình sẽ chơi tiếp sang màn 3. Ban ngày thì mình bận bán hàng nên là chỉ có tầm trưa này mới quay được video thôi. Bây giờ tiếp tục là mình đi chơi này. Trong trò chơi này thì có rất nhiều nhân vật nhé. Nhưng mà những nhân vật này đa số là mình phải nạp tiền mua này. Đấy, mình muốn chơi được những nhân vật này, điều khiển những nhân vật này thì mình phải nạp tiền mua. Còn thứ nhất là có nhân vật này thì mặc định là mình được chơi free. Đấy. Rồi. Ủa. Wow. Thế là nó có 4 cổng chính vào trong đây, nó có cổng phụ nữa các bạn. Chứ không phải là có 3 màn đâu, vài màn đâu. Và rất nhiều phần, mình sẽ chơi phần khá là lâu ấy. Rồi, ok. Quảng cáo. Game này thì khá là dễ điều khiển và vui nhộn. Nó không yêu cầu nhiều thứ lắm nên các bạn nhỏ có thể chơi được vô tư. Rồi, bỏ qua cái phần này nhé. Súng này định bắn mình đi đâu? Khả năng vào cái súng này bắn. Đấy. Ăn na liệt luôn. Mà mình bỏ mất. Bỏ mất một cái. Vừa nãy mình nhìn thấy là mình bỏ mất một cái. Chết rồi. Đấy. Chết rồi. Ngoài mầm. À. Hay chưa. Bắn xung quanh. Rồi hết luôn. Hết rồi. Ok. Là thác nước. Đấy. Và... ôi giời. Ăn mạng luôn rồi. Được chưa? Rồi, tiếp tục nha. Cái này của mình nó tiếng Anh nên mình cũng không biết là cái ông khí là ông ấy có tác dụng gì, nhưng mà hình như là để xem quảng cáo và nhận xu ấy, nhận vàng để mua các nhân vật ấy. Mình có đá, không biết bao nhiêu viên đá này. Chú ý là phải nhảy cái độ này. Đấy, đấy. Ăn thêm đá. Rồi, đi vào đấy là vào quảng cáo nhé. Mình nhìn thấy quảng cáo mà mình đi vào đấy là phải xem quảng cáo, xem không xong quảng cáo mới được chơi tiếp. Quảng cáo Shopee. Rồi. Mấy anh Shopee phải cảm ơn mình đã cho hình ảnh của Shopee vào trong video cho các bạn biết đúng không? À, mình ăn được 2.700 bắn luôn. Để bắn bắn luôn cần đợi căn đúng tầm này mới bắn nhé. Ui, hơi thấp một tí, may là vẫn ăn được. Kích vào đây là gì? À, kích vào đấy lại biến được từ cây thành
thanh mạng không các bạn? À, cưỡi lên con cóc này. Ờ, à, được. Hay. Hay chưa? Đấy, mình đang cưỡi cóc này. À, cóc nó sẽ ăn ốc sên. Ăn ốc sên để sống. Đấy. Thế con cái này. À, đấy. Dã man đi. Có con cóc này uy dũng hơn, đi khỏe hơn và ăn rất là ác luôn. Đấy, cao hơn. Rồi. À, tiến lên ăn cái con sên này đi. Ôi, nó mất à? Rồi, không ăn đâu. Không đập với cửa này. Ê, út ức đi. Cái cú nhỉ, vừa mình ăn ốc rồi mà không sang được ăn cái cửa này. Rõ ràng vừa mình ô tô nó đi qua to quá không nghe gì. Rõ ràng mình vừa ăn con ốc rồi mà không phá được cái cửa này. Được rồi, tạm lại đấy đó. À đây rồi, thiếu gì ốc. Không chơi nữa, không xem quảng cáo nữa. Mình không xem quảng cáo nữa. Sao lại phang được cái này nhỉ? Cay thật. À đâu rồi, như là có đấy. Rồi, quá thế chứ. Hốc đẩy luôn. Hốc đẩy chỗ này luôn. Hai con chim này. Con chim này. Con chim này. Úi giời. Chuối ơi là chuối. Hốc hết luôn. Đấy. Chơi luôn. Không biết là có được sử dụng em cóc này đến bảng sau, nhưng mà đi em cóc này hơi bị sướng luôn. Đấy, ăn một phát hết luôn chứ nó không như người nó bé ăn không hết được. Đi bên kia. Đi bên kia vã con ốc này. Rồi. Ô, hết rồi. Phang con này. Qua bảng hay sao nhỉ? Yên tĩnh lắm. Không, xem quảng cáo. Cứ gạ. Ai gặp bot rồi. Tinh tinh rồi. Đã qua bảng 3 rồi. Tiếp tục mình sẽ sang bảng 4, vừa nó quay cũng quay cái bảng 3 cho các bạn xem. Mình chưa ấn nút start. À, vừa bảng 3 là bốt của bảng 3 là con tinh tinh trắng. Mình vừa hạ con tinh tinh trắng để sang được bảng 4. Đó, chắc bắt đầu các bảng sau là sẽ có bốt cuối bảng. À, các bạn chơi chú ý. Không thấy cái gì này. À, chắc phải nhảy tường. Úi giời. Rồi. Các bạn vừa rồi có em à, và ốc nó vũ khí rồi các bạn. Ô. Mất hết hai con ốc rồi. Bảng vừa rồi có con
con cóc chơi sướng, cưỡi cóc chơi sướng đời luôn. Đắp bò nhảy gì mà ăn hết quả chuối này, nhảy hai phát luôn. Tim này, con ốc này bây giờ nó thu mình vào vỏ thì các bạn mới nắm được nó nhé, chứ không là nắm là chết luôn. Nó chưa thụt vào trong vỏ mà đã ơi. Đi hơi bị nhiều. Chờ mình không biết là mình mất mạng từ bao giờ. Còn có 2-3 mạng rồi. Hơi bị rích rắc một tí. Mở ra một bảng mới này, căng thẳng quá. Nhiệm vụ ăn hết hoa quả trong rừng. Ngon. Thôi xuống thôi, còn bắn người ta cái gì nữa. Này hơi bị xa luôn. Mấy cái cây nấm này nó bật không được cao lắm. Ừ, có mạng rồi. Quảng cáo không chơi. Mình không thích quảng cáo, mình không cần tiền có trò chơi này. Mình chỉ cần trải nghiệm thôi. Mình không cần tiền. Trò này mình không cần tiền. Mình sao lại ăn hết. Không thèm ăn nữa. Nè. Bắt xem quảng cáo mình không thèm ăn nữa. Nhặt con ốc này lên. Ôi giời, bơi luôn. Dã man, tặc răng bơi luôn. Chả thấy hết không khí gì. Cứ sống đều. Ok, ngon rồi. Đây đâu. Bơi như làng tiên cá luôn. Trứng à, cái em này em bảo vệ này. Đấy, của em tiên bảo vệ cứ đi thôi. Đẹp ga luôn, không sợ con gì hết. Siêu anh hùng luôn. Hết rồi. Em mới đi theo mình được một tí thôi, chứ không đi được mãi. Xử lý em này. Úi dồi. Bắn mình như là ăn luôn qua bảng. Bảng này không có bot bạn. Ê. Cái bảng có bot hay mình lại không quay. Chắc bảng sau này sẽ có bot đấy. Nếu con bot nào to to đánh cho nó xương đời. Xong rồi, hết rồi. Đấy. Hơi bị giỏi luôn. Này sẽ phá hết cái màn đầu. Sang màn sau thì để mai. Thì nguyên vẫn hơi nhiều ấy, mà thời gian mình cũng. Ủa sao mình cứ đi này nhỉ? Ô mình không có đường nuôi vậy. Là nó tiến luôn.
không hiểu cái màn này như nào. À, ý là mình phải tránh cái ấy này, tránh cái đạn của cái tàu này, đuổi theo cái tàu này chứ. Tàu này nó cứ chạy, nó cũng đáp pháo xuống này. Trời, tự động luôn, mình không cần bấm gì luôn, không có nút tiến lên mặc định nó đã chạy rồi. Ôi quên không tránh con ốc. À bây giờ nó đáp mình tránh. Hơi đau ạ. Đuổi theo cái tàu này ra. À, cái con vật nó đang kêu cứu. Đây rồi, boss đây rồi. À, con công đỏ này. Boss đây rồi, gặp boss rồi. Xử lý bọn này đi. Ủa? Đây rồi. Ờ, mình có 15. Ui giời. À ngoan. Nó bắn cái gì ấy? Nó bắn cái gì ấy? Nó bắn cái gì ấy? Ê giời. Chú tuổi tin húc anh. Tuổi gì húc anh? Ui giời. Ui giời. Còn xanh và non lắm. Còn xanh và non lắm. Bắn đi. Nó bắn đi, nó thả trên trời xuống này. Ui giời, chết rồi. Nhảy hơi nổi, nhảy hai phát dẹp nhưng mà vẫn chiến thắng, thấy chưa? Bot chơi được hết luôn, con bot ngáo ngơ này. Vớ vẩn, quảng cáo hơi nhiều luôn. Ok, bá đạo đi vào một. Hôm nay kết thúc ở đây nhé. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Ngày mai mình tiếp tục ra video tiếp theo đánh cửa 2. Chào tạm biệt các bạn.